đời đắng cay bẽ bàng xa rời người trai yêu tìm thú vui hoang đàng kiếp sống ta lỡ làng với bước chân lang thang bao lần tôi muốn quên đi cuộc sống gian nay đã xa xôi rồi thân phận giờ đơn côi tựa áng mây ngang trời sóng gió xô dập vôi chiếc áo manh ta ơi nhưng tình cha trí nhân vẫn chờ tôi quay về
kính lạy máu và nước đã cho con từ thánh tâm Chúa Giêsu như nguồn mạnh thương xót chúng con xin tin thác nơi ngài, con xin tin thác nơi ngài. Tin của Chúa ngọt ngào hơn mật ong, tin thác Chúa vui hơn thái dương. Con xin tin thác trọn vẹn nơi ngài, con luôn trong trong con từ thánh tâm Chúa Giêsu như nguồn mạnh thương xót chúng con xin tin thác nơi ngài, con xin tin thác nơi ngài. Ngài và Chúa nguồn mạnh hơn bình an, muôn muôn tâm hồn được nên tinh tuyền. Kính lạy máu và nước đã cho con từ thánh tâm Chúa Giêsu như nguồn mạnh thương xót chúng con xin tin thác nơi ngài, con xin tin thác. Nhật ký 1236, ngày 10 tháng 8 năm 1937. Hôm nay tôi từ Rabkha trở về Rakow. Tôi cảm thấy quá yếu mệt. Chỉ mình Chúa Giêsu mới biết tôi khổ sở chừng nào. Trong những ngày này, tôi được trở nên giống Chúa Giêsu tử giá. Tôi đã trang bị tính nhẫn nại để giải thích cho từng chị em tại sao tôi không thể lưu lại ở đó, tức là vì sức khỏe của tôi quá giảm sút. Mặc dù tôi quá biết có một số chị em sẽ hỏi thăm không phải để cảm thông, nhưng cốt ra thêm đau khổ cho tôi. Nhật ký 1237. Ôi Chúa Giêsu, bóng tối nào đang bủa vây và sự hư không nào đang xuyên thấu con? Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng bỏ con một mình, xin ban cho con ơn trung thành. Mặc dù không thể hiểu thấu mầu nhiệm cuộc viếng thăm của Chúa, nhưng trong khả năng của mình, con xin thưa lên lời, nguyện thánh ý Chúa được nên chọn. Nhật ký 1238, ngày 12 tháng 8, nhân dịp đi Krakow, hôm nay cha Sopoko đã ghé thăm tôi một lúc. Tôi rất mong được gặp ngài và Chúa đã cho ước vọng của tôi được thỏa nguyện. Ngài là một linh mục có tâm hồn cao cả, tràn đầy Thiên Chúa. Niềm vui của tôi được chứa chan và tôi cảm tạ Thiên Chúa.
đã thương ban ơn trọng hậu này. Chỉ vì muốn danh Chúa được kẻ sáng hơn, nên tôi mới mong được gặp Ngài. Nhật ký 1239. Lầy bánh thánh hàng sống. Ôi Chúa Giêsu ẩn thân, Chúa nhìn thấy tình trạng linh hồn con. Tự mình con không thể xưng ra thánh danh Chúa. Con không thể làm bùng lên ngọn lửa yêu mến nơi trái tim con. Nhưng quỳ dưới chân Chúa đây, con hướng ánh nhìn của linh hồn con về nhà chầu, một ánh nhìn trung tín. Đối với Chúa, Chúa vẫn thủy chung, trong khi linh hồn con lại hay thay đổi. Con tin rồi sẽ đến thời điểm Chúa tỏ ra thánh nhan, và đứa con nhỏ của Chúa đây sẽ được nhìn ngắm thánh nhan dịu dàng của Chúa một lần nữa. Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên vì sao Chúa lại nỡ ẩn mình xa con trong một thời gian đằng đẵng đến thế, và sao Chúa lại có thể kiềm chế tình yêu bao la Chúa dành cho con. Trong nơi ở của trái tim mình, con đang lắng nghe và đợi chờ Chúa đến. Ôi kho tàng độc nhất của lòng con. Nhật ký 1240. Chúa Giêsu hết sức bảo vệ những đại diện của người trên trần gian. Chúa kết hiệp với các ngài rất mật thiết và ban lệnh cho tôi phải đặt quan điểm của các ngài ưu tiên hơn chính Chúa. Tôi đã hiểu biết mối nghĩa tình nồng thắm giữa Chúa Giêsu và các linh mục. Chúa Giêsu bảo vệ những gì các linh mục rao giảng và thường chiều theo ước muốn của các ngài. Đôi khi, Chúa còn đặt mối thân tình giữa người với một linh hồn, tùy thuộc vào lời khuyên của vị linh mục. Lạy Chúa Giêsu, nhờ ơn đặc biệt Chúa ban, con mới biết rõ mức độ Chúa chia sẻ quyền năng và mầu nhiệm với các linh mục còn hơn với các thiên thần. Bởi thế, con vui mừng vì mọi sự đều mưu ích cho con. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Chúng ta chuẩn bị bước vào giờ khấn lòng thương xót, ngày thứ 5 trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Trong giờ khấn này chúng ta cầu nguyện cho những người lạc giáo và ly giáo. Chúng ta cũng xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, cầu nguyện cho các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, cũng như tất cả những ý khấn cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn sáng chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng đường trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến lòng vạn lòng đời chúng, Ngài soi sáng luyện lòng hầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quá. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phản nghịch lỗi như cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn
cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa ca ý và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xuống bơi trời, ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Đây mình ta chính là của ăn, và máu ta thân là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và
toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô
Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mẫu và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ân, Đấng duy nhân tôn lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha.
bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kinh lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ năm, cầu cho những người lạc giáo và ly giáo. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta, trong cuộc khổ nạn cay đắng của ta. Chính họ đã xẻ nát thân mình và trái tim ta, tức giáo hội của ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với giáo hội, lúc đó các thương tích của ta mới được lành, và nhờ đó họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự lân ái. Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với giáo hội. Đừng để họ lìa khỏi trái tim từ bi lân ái Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, làm dụng các ân huệ của Cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của con Chí Thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của người, vì họ, người đã gánh chịu đau khổ,
bởi vì trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về, để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan xưng hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện trù. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gươm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho áng tâm quân thù, đừng giao người cho áng tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của Người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ khấn ngày thứ năm, tuần 9 ngày khấn lòng thương xót, xin Chúa thương đến những người lạc giáo và ly giáo. Xin thương xót đến các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dấu tinh ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giang quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chung vang hòa, cùng vinh phong quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngang hương, để tiên Chúa Thánh Linh nhân hậu cùng tán dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa Giêsu, một êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con
ngọn lửa say yêu mộng Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu tràn lan tình thương xót, xin thương giúp người đang sống trong tội biến tìm đến thánh tâm Cha. Thánh tâm Chúa Giêsu, nguồn nhân ái vô ngần, xin hãy thương giúp đoàn con một lòng say say một Chúa. Thánh tâm Chúa Giêsu tràn lan tình tha thứ, xin thương những người đã trót vô tình xung phạm đến thánh tâm Ngài. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.